gian tươi sáng. Có bạn và có tôi với bao niềm mơ ước tràn đầy. Để bao nhiêu gian nan ngăn lối, nào cũng lướt qua khó khăn nhường ánh sáng mặt trời. Không ngại chi dù đêm tối, ta mặc quân phục ngăn lối, ta xả thân vì chính nghĩa. Oh yeah! Những gương mặt sáng lửa cháy, sáng bừng trong trái tim. Những gương mặt sáng vì nghĩa luôn xa tàn. Những gương mặt sáng bạn ơi, nhắc mình luôn vững tin. Những gương mặt sáng mặc gió mưa cát cạn. Nào bạn ơi, cùng nhau ta tiến lên, đừng quan tâm lý do người ta nói, đừng lung lay ý chí của riêng mình, cùng mở ra sức xe liên hệ. Chào các bạn, tớ là Sirius. Ngày anh tớ đón tớ tới thành phố lớn đã xảy ra những chuyện không thể tưởng tượng được. Thì ra chiếc xe hơi đồ chơi màu đỏ mà bên tớ từ nhỏ tới lớn có một nguồn năng lượng vô cùng thần bí. Nó là một đội cùng với một chiếc xe đỏ khác. Thần kỳ nhất là hai chiếc có thể hợp thể lại với nhau, biến thành một siêu xe thần thú cực cool ngầu. Và càng thần kỳ hơn nữa là những con siêu xe này, tất cả chúng đều có linh hồn. Thì ra trò chơi siêu xe biến hình này có thật. Những người sở hữu những con siêu xe thần thú này được gọi là siêu xe chủ. Những chiếc xe hợp thể trở thành những con quái thú mạnh mẽ. Hãy gia nhập vào quyết đấu siêu xe của chúng tôi. Cùng nhau đi săn nào. Hoa, nhanh tỉnh dậy, mau cứu Sam. Hoa, chết tiệt. Mình phải làm gì bây giờ? Phải làm gì bây giờ? Chắc là ở đây, cây cầu dũng cảm. Cây cầu dũng cảm. Dũng dĩ chẳng có cây cầu dũng cảm nào hết. Giờ mà nhảy xuống là chỉ có thịt nát xương tan thôi. Không được, mình không dám nhảy xuống. Trước giờ gặp phải bất cứ chuyện gì cũng đều có Sirius tiến về phía trước. Mình chỉ biết trốn sau lưng họ thôi. Mình là kẻ kém cỏi nhất. Sam à, Sam à, dù cậu rất mạnh mẽ, nhưng bất cứ lúc nào cậu cần sự giúp đỡ, tớ cũng sẽ không do dự, dũng cảm cùng cậu chiến đấu. Đã là kết quả do bản thân tính ra, thì tự bản thân mình sẽ kiểm chứng. Horse, cổ vũ cho tớ đi. William, đừng qua đây. Cây cầu dũng cảm có thật sao? Thành công rồi. Thành công rồi. Thành công rồi. Ngốc quá. Dừng tay lại. Đỡ lấy. William, Sam, cậu không sao chứ? Không sao đâu, cậu được lắm. Không khích tướng mấy câu thì sao khơi dậy được lòng dũng cảm trong cậu chứ? Sam, cậu... Trước tiên phải tiêu diệt tên này đã. Tớ đã biết được điểm yếu của nó. Mũi, tấn công thôi. Được. Hãy đi theo nhịp điệu của tớ. Đương nhiên rồi, tiến lên thôi. Thành công rồi. Nhìn cái mũi của nó kìa. Không biết chừng có thể chuyển hóa thành năng lượng cho Ho và Phoenix. Sao mà Ho, Phoenix. Yeah.
Tuyệt quá, tớ cảm thấy người tớ tràn đầy năng lượng. Tớ tưởng sắp chết ngạt luôn rồi. Sao Sadek lại ở đây? Đánh đã rồi tính. Chúng ta hợp lực đánh bại nó được rồi. Được đó. Ủa, sao không thấy Harris, chủ nhân của nó vậy? Sadek, ngươi còn nhớ tại sao ngươi lại ở đây không? Harris đâu? Harris, Sadek. William, cẩn thận. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại vậy chứ? Đi thôi, chỉ cần đến được tháp năng lượng X, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Daisy, cẩn thận nào. Để tớ đỡ cậu. Sao tự nhiên lại dừng lại vậy? Daisy, sao vậy? Hả? Đi bên nào đây? Raycat, cậu xem nên đi đường nào vậy? Hai con đường y hệt nhau, tớ không biết nữa. Là ai? Bị phát hiện rồi. Chào mừng đến với ngã ba sinh tử. Một con đường dẫn tới sự sống, một con đường dẫn tới cái chết. Trong hai bọn ta có kẻ nói thật, có kẻ nói dối. Tiêu rồi. Những câu này chúng ta rất khó có thể trả lời được. Nhưng mình phải giả vờ biết để không khiến mọi người hoang mang. Các ngươi chỉ có thể hỏi một câu. Nếu đoán sai thì... Mấy câu hỏi IQ dạng này khiến tớ đau đầu quá. Đúng vậy, cứ chọn đại đường mà đi đi. Cùng lắm thì quay lại nếu nhầm đường. Đáng ghét. Ai tên thần kinh này? Ai lại dùng cách đơn giản và bạo lực như vậy để giải quyết vấn đề chứ? Hai con khỉ kia. Các người nói đi đúng đường rồi mà. Bọn ta có nói đường này là đường đúng đâu. Hơn nữa, bọn ta không phải khỉ. Giờ không phải là lúc nói chuyện này. Mấy hòn đá đang đuổi theo chúng ta kìa. Đành phải liều thôi. Các cậu có sao không? Đó là gì vậy? Tòa tháp hả? Tháp gì? Cẩn thận. Mau thả ta ra, lũ chết tiệt này. Các người muốn làm gì? Mau thả bọn ta ra. Cô gái xinh đẹp, hôm nay thời tiết đẹp như vậy, hay là tụi mình hẹn hò đi. Hả? Không. Luffy, Julian.
cửa ra. Chào mừng, chào mừng. May quá. Qua đây đi Daisy. Intelligent Gorilla chuẩn bị cho chúng ta rất nhiều đồ ăn ngon đó. Thoải mái quá rồi. Chúng ta nên tranh thủ thời gian tập hợp với những người khác đi. Đi cả đoạn đường dài như vậy, mọi người đều mệt lắm rồi. Chúng ta nên đi tìm tháp khống chế năng lượng X. Không còn nhiều thời gian đâu. Thôi bỏ đi Julian. Mọi người đều không muốn đi chút nào. Cậu cũng nghỉ ngơi một chút đi. Đúng vậy, vết thương của cậu vẫn chưa lành hẳn. Cứ nghỉ ngơi dưỡng thương đi đã. Đúng vậy, đúng vậy. Đúng đó, đúng đó. Nghỉ lại một đêm. Ngày mai chúng tôi sẽ tiễn các bạn lên đường, được không? Vậy cũng được. Thôi được rồi. Ở đây kỳ lạ quá. Cậu phải đề cao cảnh giác nha. Ăn no bụng quá rồi. Daisy, hay là mình đi dạo đi. Vậy cũng được, cho tiêu bớt thức ăn luôn. Mình phải xem coi chúng đang định làm gì. Có kẻ muốn trộm ba lô sao? Làm sao vậy? Người đang làm gì đó? Ta thì ra Intelligent Gorilla cũng thích đồ ăn vặt. Thôi tha cho nó đi, chắc không có ác ý gì đâu. Dù sao bọn mình cũng được đãi một bữa no say rồi. Đưa đồ ăn vặt cho mấy cậu đi. Được rồi mà, trong ba lô chẳng có cái gì. Chúng ta cùng phiêu lưu thôi. Phía trước có căn phòng. Chúng ta qua đó xem bên trong có gì. Lạ ghê, sao không mở được. Để thử đẩy xem sao. Lạ thật. Cũng không mở được. Chắc là cửa bị khóa rồi. Có gì vui vậy? Nói tớ biết với. Không có gì, không có gì. Thật sao? Bận quá trời quá đất, bọn tôi đi làm việc đây. Đi hoài mà không thấy cậu đâu, sao vậy? Chờ bọn tớ với, nè. Sướng quá đi. Mọi người đều mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Julian, cậu nghỉ ngơi đi. Tớ canh cho. Có gì tớ sẽ lập tức gọi cậu. Cậu cũng mệt rồi, thôi ngủ đi.
Các ngươi hãy bao vây bên ngoài tòa nhà. Còn các ngươi, cùng ta đi tiêu diệt đám nhóc con kia. Đây là tòa nhà heo mà. Nhanh, gọi Luffy và mọi người dậy đi. Tớ còn muốn ăn nữa. Ngon quá. Ngon quá đi. Chỉ biết có ăn thôi. Đau quá, đau quá. Sao cậu lại làm vậy? Ngủ như heo vậy. Mau lên đi, có biến rồi. Nhẹ nhàng chút đi. Trời ơi, có chuyện gì vậy nè? Loại hơi ga này sẽ khiến người ta ngủ mơ, không dễ gì tỉnh lại đâu. Tớ chưa từng thấy Daisy cười tươi như vậy. Mộng đẹp khó thành, để cậu ấy ngủ thêm chút nữa đi. Đúng vậy, để tớ bảo vệ giấc mơ của cậu ấy. Trước đây mình cũng từng nằm mơ một giấc mơ đẹp tới mức không muốn tỉnh dậy. Hôm nay không cần phải đi học bồi dưỡng sao? Vậy con có thể đi công viên chơi với bạn được không? Dạ, con sẽ chú ý an toàn. Con muốn ăn cá sốt cà chua ạ. Con yêu mẹ. Julian, chúng ta quyết đấu siêu xe thôi. Muốn tớ đánh bại cậu tới vậy sao? Mạnh miệng lắm. Xem tớ đánh bại cậu đi. Trong giấc mơ đó không có lớp bồi dưỡng, không có quyết đấu, chỉ có hạnh phúc thôi. Tòa nhà làm bằng đậu phụ hay sao vậy? Liam, bảo vệ Daisy. Chặn cửa lại, để ta tiêu diệt chúng. Hồi quá, nhà ngươi mấy ngày rồi không đánh răng vậy? Chúng ta phải bảo vệ Daisy. Luffy, dụ đám Intelligent Gorilla đó ra ngoài mà đánh, không đánh lây sang bọn tớ mất. Biết rồi. Không sai, bọn ta chiến đấu để bảo vệ giấc mơ của đồng đội. Đến đây, Liam biến hình, Polar Bear biến hình.